Xin chào tất cả các bạn, mình là Tech Channel và phương châm của mình là sống vui, sống khỏe, chia sẻ mỗi ngày. Thì anh em mình và Vũ mới xuống huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Thì anh em sẽ đi dạo quanh phố, ăn uống và kiếm mua cái gì đó uống. Rồi các bạn sẽ đi theo chân chúng mình và cùng trải nghiệm đường phố huyện thị nha các bạn. Ủa dịch này nè, món gì cô? Anh thì Vũ. Cháo hủ tiếu bánh ngọt gì đó. Cháo hủ tiếu. Đồ thứ hết á, Vũ ăn gì? Bánh gì chứ? Bánh lọt hả? Là cái bánh nào không? Bánh lọt là cái nào không? Là bánh canh. Đây. Bánh canh bánh lọt. À nhìn cũng giống bánh canh thôi. Ừ, thì cái nào ngon cô? Một con mới xuống đây chẳng biết ăn gì hết. Gì giờ quán mình cái gì ngon nhất cô? Cái gì bánh canh gì đó nó dài nó. Bánh đấy thì ăn với gì cô? Bánh đó ăn với gì? Mình cái này mình ăn thịt vịt rồi thịt heo lộng gì mình ăn cũng được. Thôi mình ăn thập cẩm luôn đi. Mình thích ăn gì mình để nấy hả? À, ăn thịt vịt với lòng đi. Cho em bánh lọt với thịt vịt đi. Mình đang ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau nè các bạn. Em kêu gì rồi? Bánh lọt với dịch. Em bánh lọt với dịch với lòng đi. Ngon lắm các bạn, nhìn hấp dẫn à. Chợ huyện nè các bạn. Thôi mình ngồi xuống bàn đi Vũ. Đạp luôn nó quay lại. Em đạp thử. Bạn ngồi bàn nào? À, ngồi bàn đó đi. Sáng rồi. Được, sáng nè. Ây cha. Để mình bánh lọt nè các bạn. Nó giống như bánh canh của mình vậy đó. Ăn xong là đi ngang qua cầu là lọt cầu luôn. Đó, bây giờ ở trong này mình kêu vịt nè, rồi lòng nè. Quanh có lòng không à? Đâu có đâu. Anh có kêu lòng mà. Quên. Sao hai cái giống nhau đúng không? Đó. Rồi anh em mình ăn thôi. Mâm này chắc là phải thêm miếng tắc. Làm chân tắc ra đây đi Vũ. Muối quá. Ăn ở đây thì nó muối các bạn. Muối quá trời muối rồi. Sao? Không, cho anh tí. Cho tí đây. Ồ, trái tắc xong quá trời à. Cái khéo này vậy. Rồi, mời các bạn ăn ha. Cái này là bánh lọt. Nó giống như là bánh canh của mình vậy đó. Nhưng mà cái sợi nó không có đều. Sợi nó mềm hơn. Nó không dai bằng cái này giống bánh canh, là bánh canh bột gạo mà. Chứ không phải nào cái bánh canh mà người ta làm công nghiệp. Nó giống bánh canh bột gạo vậy đó. Đây là nồng vịt nữa các bạn. Có thể là hai anh em đói, anh không thấy ngon đúng không bạn? Không ngon liên quán tao mày. Ừ. Mày bạn tao cũng sao. Dạ, miếng mề nè các bạn. Thơm á, ngon mề ha. Anh em mình đi các tỉnh, các huyện, gặp đâu ăn đó, nói chung là mỗi địa phương nó có cái vị khác nhau bạn, như món này nè, mình thấy cũng ngon. Miếng mề giòn này. Bánh lọc. Lần đầu tiên nghe bánh này á.
ăn thì nó giống như bánh canh bột gạo vậy các bạn. Xong hai anh em vừa ăn xong, và ăn xong thì hai anh em sẽ đi qua bên kia cầu, chỗ cái góc đó nó có quán cà phê, hai anh em sẽ vô đây uống cà phê đi các bạn. Hai anh em vô quán này uống được các bạn, chắc là mình đi lên lầu ngồi đi ha. Mới ăn xong mình sẽ đi lên lầu ngồi. Đây có, đây các bạn, hai anh em uống cà phê coi cái coi này đẹp không? Thịt chép có cái coi nữa mà, có không? Trà đủ thứ màu hết này nè, chép vàng nè, nè nè, thấy chưa? Nó bị đói sao á? Đâu mấy này nó bao nhiêu nó cũng ăn hết mà. Đó, đó. Đó không? Quay quay nè. Đây ha, điểm bùa nó vậy. Đây quay. Ơ ngoài đây sáng này Dũng. Mình là thánh cá hay không? Thấy chưa? Đúng đẹp ha. Lên, đó, đó. Hồ này sâu không? Chắc mé đó. Ngồi đây sáng này Dũng ha. Đây không gian quán nè các bạn. Không lấy được kìa. Cái nào nó cắn ra. Cái con gì trắng anh á. Chắc đĩa quá. Không biết. Ở đây có đĩa không nè. Sao không thấy vết như vậy. Đó là cái đó đó. Có quốc hành phá ra. Phá mà không để ý luôn á. Ghê quá. Cái mình lại mình đi mé xong cái gì. Coi cá nè các bạn. Để em sẽ bộ bay lại nữa. Ờ nãy Vũ đang quay cá. Đó chưa. Không đụng luôn á. Cá đẹp hả các bạn à. Đây mình bị Vũ vô kêu, Vũ kêu gì đây? Mắn câu gai. Còn mình kêu cà phê sữa. Cà phê sữa tươi. Cà phê sữa tươi. Đây không gian quán này mà cũng đẹp. Quán này chắc mình nghĩ là đẹp nhất ở đây rồi đó Vũ à. Đúng không? Anh nghĩ quán này đẹp nhất đây đó. Ở ra đây mà còn trắng trắng được tí đó. Lúc nãy kia vàng. Đen thui à. Nắng quá. Anh em đi nắng quá. Đây hai người đàn ông tâm sự bên hồ cá này các bạn. Cá này các bạn. Nó đã không? Cá đẹp quá. Nè. Nó hấu ăn các bạn. Quá nản luôn á. Nó đói nè Vũ. Nó đói quá trời đói luôn nè. Các bạn thấy không? À, cái cảnh này mình quay Vũ nó không biết nè, nó đang suy tư. Nó vô cá nó các bạn, thấy không? Mình nói nhỏ nhỏ thôi, mất đâu nó nghe thấy nè các bạn. Đó, giây phút hồn nhiên nhất của Vũ nè. Nó phát hiện ra rồi. Cá đẹp không các bạn? Cái này có màu bạc đẹp nè. Đẹp ha. Hồ này đẹp mà. Thì có nước nó bơm liên tục mà các bạn. Đây cá này. Nó đẻ mà. Con quá trời. Chắc là nó có đẻ, này chỉ cần giơ tay vô thôi là nó sẽ lên được các bạn. Quay quay cá. Cá đẹp ha. Chứ có đẻ có cái con nữa mà. Chất đủ thứ màu ha, Vũ hả? Con này nó có cái bớt màu đỏ trên đầu này Vũ. Đó. Này cá chép. Con hồng, con trắng, con vàng. Đủ thứ màu hết á. Ủa sao cái con này đủ thứ màu hết này. Đẹp ha. Chạy. Quá đẹp luôn các bạn. Chà. Cái con này hả? Mấy con này cho nó ăn nhiều nó bể bụng như vậy. Quá trời cá luôn. Có một cái mấy con cá con rồi các bạn. Nhỏ xíu nó bơi quá trời luôn.
chắc nào đẻ luôn đấy Dũng à. Ngồi ngoài sáng đỡ muối hơn Dũng ơi, ngồi trong tối muối lắm à. Dũng là các bạn đó ra sáng là đỡ, lúc nãy anh bánh lọt bên kia thấy hà ném đèn thui à, mà đen thiệt. Mấy kỳ này cứ đi vòng vòng các huyện đó, trời nó nắng khóc mấy giang mũi nắng nóng đen thui à. Thế này xin nhân mũi là đó nông có mũi mà ở đây mũi quá. Đây là không gian của quán này các bạn, đẹp không? Lúc nãy anh em định ngồi trên lầu mà trên lầu tối thui à, thấy dưới này đẹp mà không ai ngồi hết trơn nữa, anh em ra đây ngồi các bạn thấy được không? Đó Vũ nè, coi cá nè, vừa uống vừa coi cá này, thì thích cái đàn cá các bạn. Bây giờ mình chỉ cần đưa cái tay quay quay là cá nó bu nè đúng không các bạn? Vậy nè, nó đi tới nè, đó hiểu không? Quá trời luôn. Đúng rồi. Nó đổi từ cà phê đen mà nó đổi thành cái này là cái gì? Máng cầu đúng không? Sinh tố máng cầu. Nó uống trái cây riết mà da mặt nó láng và không láng không? Không hả? À? Mũi quay vô rồi. Kiếm xin cái quẹt ra đốt đi, đốt nhang mũi đi. Mũi quá. Thôi và lời nói cuối cùng mình xin chào tất cả các bạn. Nếu mà các bạn thấy xem video clip của mình thấy hay thì có thể like, comment, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình. Thì mình sẽ giao lưu lại với tất cả các bạn. Và mình thì đang công tác, hiện tại đang công tác tại tỉnh Cà Mau, cho nên mình sẽ đi vòng vòng các huyện thị ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Và mình sẽ quay lại những cái khung cảnh mà mình gặp được trên đường. Thì rất mong các bạn sẽ ủng hộ và đón nhận những clip quay của mình. Rồi một lần nữa xin chào tạm biệt tất cả các bạn.